Thì nhiều khi thì mình cũng bận công việc đó, rồi ví dụ như anh em nhà vườn nào cứ các bạn Zalo số điện thoại của mình đi 0795905099, thì nhiều khi mình không có lên clip kịp thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp nha. Thì bữa nay mình sẽ cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tay vườn và xài cát thu mua tay vườn nha các bạn. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dẫn. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2023, thì sáng hôm nay mình tranh thủ cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn cho các bạn nắm. Thì đối với xài xanh thì xài xanh Đài Loan giảm nha các bạn, thì cũng thông tin này cũng không được vui cho mấy nha. Thì cụ thể là giá xài xanh Đài Loan xanh thu mua tay vườn là xanh nhất 15.000, xanh nhì 8.000, xài vàng, vàng nhất là 31.000, vàng nhì là 13.000. Thì hiện tại xanh vàng nó giá chênh lệch khá cao các bạn, muốn gấp đôi luôn. Đó. Thì giá thì mình chọn chỗ dựa cho em mình, thì em mình cập cho giá mình để mình cập nhật lên nha. Thì giá thu mua tay vườn có thể là sẽ thấp hơn khi mà giao tại dừa khoảng 1.000 đó, và giữa dừa này với dừa kia có thể chênh lệch 1-2.000 các bạn, tùy theo vùng thôi, tùy theo tỉnh, tùy theo vùng, thì nó không có mang tính chất là tuyệt đối nha. Thì còn về giá xô thì tùy theo vào mỗi vườn các bạn đó, mình xem coi xài nó xấu đẹp rồi đường vườn nó xa hay gần mà cho cái giá xô nó chính xác hơn nha. Nếu mà giá xô thì mình báo thì nó cũng mang tính chất tham khảo thôi. Thì bây giờ ví dụ như các bạn cộng xài 5 năm đi, các bạn cộng xài nhất xài nhì chia ra thì sẽ tính được cái giá trung bình xài xô. Nhưng mà nếu mà vườn nào mà cũng tùy theo tỷ lệ vườn 64, 73, 82, thì cái vườn nào mà giá xài đẹp á, càng nhiều thì cái giá càng cao nha. Còn riêng về xài cát xô 3 trái 1 ký thu mua tại vườn giá từ 40 tới 50.000 các bạn. Thì cũng mấy nay cũng có nhiều bạn hỏi mình về giá xài cát, rồi thì mình cũng báo luôn giá xài cát cho các bạn nắm là giá xài cát là từ 40 cho tới 50.000 nha, đó là giá thu mua tại vườn. Thì bữa nay cũng đi ra vườn thăm các bạn ơi. Vườn này thì bao trước cái vườn xài tơ cho ảnh của mình. Tính lên lên thuốc cửa hai mà máy móc đồ nó trục chặt rồi, chắc có thể 1-2 ngày nó mới lên cửa hai các bạn. Mà cũng có một số cây tự nhiên nó cũng ra bông 1-2 tấc rồi, số thì mình thấy nó nín, còn cũng có lọc mà mình cũng không biết tình hình cái vườn mình sao nữa các bạn đó, thì cũng phải đợi thôi. Thì lên thuốc thứ hai nữa, đợi thêm chừng chục mười mấy bữa nữa coi kết quả hay sao nha. Thì vườn này hổm gài gớt cũng cả trăm bao các bạn ơi. Đó. Đây, tới thì không biết làm sao đây, tình hình mưa gió nói chung thì trái bữa nay nó cũng khá khá rồi, lên màu ok các bạn. Đây, anh em nhà vườn mà cần túi bao vàng Đài Loan, bạn nhà nông thì alo trực tiếp mình nha, thì giao hàng tận nhà các bạn. Thì thôi, mình video mình cũng xin phép kết thúc tại đây nha. Bữa nay mình chỉ cập nhật giá xài Đài Loan với xài cát thôi. Thì chu mình nghĩ giá chu cũng cập nhật luôn cái giá xài chu các bạn. Thì chu này là giữa lớp giò cho giá mình ngày hôm qua, chu xanh là 12 tới 14 ngàn, còn chu vàng là 14 tới 16 ngàn giá xài chu nha. Sẵn mình cũng cập nhật luôn, ví dụ nhà vườn nào muốn bán thì khu vực lấp giò thì mình sẽ chỉ cho, hoặc là cầu lãnh gì đó
anh em nhà vườn nào mà cần bán thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình hoặc là số của mình đó, mình ghim trên màn hình nha các bạn. Ví dụ như các bạn muốn bán xoài hoặc là mua túi bao xoài thì cứ gọi hoặc là kết bạn Zalo nha các bạn.